Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 896 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của phường Phố Mới được sáp nhập vào phường Lào Cai. Số lượng dân số tăng đồng nghĩa với việc hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh của nhân dân cũng tăng lên. Vì vậy, đòi hỏi từng cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các giao dịch của công dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự về nội dung này. Những năm qua, Ủy ban nhân dân phường luôn dành sự ưu tiên, nguồn lực đầu tư nhằm hiện đại hóa nền hành chính công. Bộ phận một cửa được bố trí đầy đủ trang thiết bị hiện đại để người dân được thoải mái nhất trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Niêm yết công khai đầy đủ toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, số điện thoại, đường dây nóng để nhân dân kịp thời phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Đến đây nói chung là thấy các bạn đây là cũng rất là tận tình, hướng dẫn rồi thì tác phong nhanh nhẹn, giúp đỡ chúng tôi rất là chu đáo đến nơi đến chốn, chúng tôi rất là hài lòng. Xác định nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân phường đã ưu tiên bố trí đội ngũ cán bộ trực một cửa có đủ trình độ, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm cao để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Đặc biệt, sau khi thực hiện sáp nhập theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì từng cán bộ phải tự có ý thức nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ thì mới có thể hoàn thành số lượng công việc tăng theo sau khi sáp nhập. Để đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay thì chúng tôi là thứ nhất là công tác chuyên môn là phải không ngừng nâng cao chuyên môn hóa. Thứ hai là để giải quyết thủ tục hành chính để cho hồ sơ nhân dân nhanh gọn thì bản thân chúng tôi là không ngừng học hỏi. Hiện thủ tục hành chính đối với người dân ấy, thì thực ra thì mình cũng nếu mà nói về thực hiện thì thứ nhất là mình phải thực hiện đúng thủ tục hành chính. Đấy, không để mà phát sinh thủ tục hành chính. Đấy, còn đối với người dân thì ở cấp phường thì chúng tôi thường thường là nếu mà bố trí được thời gian thì chúng tôi thực hiện cái việc là đi kiểm tra ngay cho người dân. Đấy, và đồng thời xác nhận luôn cho người dân nếu như mà thực sự là hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định thì chúng tôi xác nhận ngay. Theo ghi nhận thì đến cuối tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Lào Cai đã giải quyết được trên 4.500 hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó 100% hồ sơ đều được giải quyết và trả kết quả theo đúng thời gian quy định. Để có được kết quả như vậy, từng bộ phận chuyên môn đều phải tự nêu cao tinh thần trách nhiệm, có giải pháp cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Cái nội dung quan trọng nhất đó là cái vấn đề thái độ, tinh thần và ý thức phục vụ của cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại một cửa. Làm sao khi công dân đến để giao dịch là chúng ta có một cái tinh thần thái độ phục vụ rất cởi mở, hướng dẫn tận tình và tất cả những cái thủ tục hành chính của người dân là phải được ưu tiên để giải quyết. Mặc dù có thể là theo quy định là 2 ngày, 3 ngày, nhưng nếu xét thấy cũng đủ điều kiện ký thì chúng ta sẽ làm để trình ký trả trước cho người dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận cao từ phía người dân, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho công dân, đảm bảo không có sự xáo trộn, đúng quy định, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo vì người dân, doanh nghiệp phục vụ.